Quán chúng sanh nghiệp duyên phần 1. Đây chỉ là kinh Địa Tạng Bồ Tát và dày gần này có Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni rất nhiều. Một mình ngài mà rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, bởi vì ngài đã sống ở đây 20 mấy năm, không, 30, nhiều hơn, không, không, 50 mấy năm. Và không ai gây trở ngại trong khi ngài nói. Ngài đi từ quốc gia này đến quốc gia khác tự do như chim. Và thích nói gì thì nói. Không có vua nào đến gây rắc rối cho ngài. Không có quan nào đến đe dọa đuổi ngài ra hoặc đuổi đệ tử của ngài. Quý vị đã có những điều chính rồi. Bản chất chính quý báu ở bên trong quý vị rồi. Quý vị có nó. Quý vị có tâm ấn. Quý vị có câu thông với thiên đàng rồi. Mọi thứ khác đều là thứ yếu. Thôi được rồi. Quán chúng sanh nghiệp duyên. Lúc bấy giờ thân mẫu của Đức Phật Ma Gia Phu Nhân, không phải là ma, ma vương, ma, mà là tên của bà. Tên bà là Ma Gia. Tiếng Ấn Ma Gia nghĩa là gì? M-A-I-A. Phải. Không. Không có nghĩa gì. Có nghĩa là của cải tiền bạc. Của cải và tiền bạc. Ồ, tốt, tốt. Thảo nào bà là hoàng hậu. Ai có thể giàu hơn chứ? Ai có thể có nhiều tiền hơn phải không? Hay quá, có lẽ chúng ta đổi tên hết đi. Hãy nhìn tất cả các nhân vật quan trọng, họ có cái tên tương tự như tiền. Mấy người nam quý vị đổi tên thành Bill, Bill hết đi. Nếu quý vị không chắc, thì chỉ đặt Bill, Bill, Bill. Tên riêng là Bill, tên đệm là Bill, tên họ là Bill. Vô cùng chắc chắn. Phải, thật buồn cười. Tôi giỡn vậy đủ rồi, bằng không họ nghĩ chúng ta tìm cách bắt chước họ và đồng ý với họ và tán thành hay gì đó. Lúc bấy giờ thân mẫu của Đức Phật, phu nhân Ma Gia, hoàng hậu Ma Gia, chắp tay cung kính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thưa Đại Thánh Hiền, xin ngài cho chúng tôi biết về các loại nghiệp mà chúng sanh ở Diêm Phù Đề tạo ra và quả báo mà họ phải gánh chịu. Có nghĩa là từ thế giới này, từ địa cầu, đó là một tên gọi cho địa cầu. Họ cũng gọi là Saha hoặc Ta Bà. Và chúng ta gọi là địa cầu hay tinh cầu xanh. Những tên này tương tự nhau. Hai vị này quý vị phải nhớ, bây giờ họ đều ở trên thiên đàng. Ở thiên đàng thứ hai, cảnh giới tâm thức thứ hai, giáp ranh với cảnh giới thứ ba. Hầu như ở cảnh giới thứ ba. Vì vậy quý vị cũng có thể nói đó là cảnh giới thứ ba. Địa Tạng Bồ Tát trả lời, có hàng triệu thế giới và miền đất có thể có hoặc không có phụ nữ, có thể có hoặc không có địa ngục, có thể có hoặc không có Phật Pháp, có thể có hoặc không có Phật Pháp, nghĩa là về giáo lý, về chân lý của nhân vật khai ngộ, và vân vân, và vân vân. Có hoặc không có thanh văn. Quý vị biết không, quán âm, nghe hay quán cũng giống nhau. Người quán âm thanh hay người nghe âm thanh hoặc người thiền âm thanh giống nhau. Âm thanh nội tại. Bởi vì nếu Đức Phật có ý nói nghe âm thanh bên ngoài, âm nhạc này nọ, thì Ngài đã không cấm những người đang bế quan với các tỳ kheo, những người thọ bát quan trai giới, không đi ra ngoài nhảy đầm, không nghe âm nhạc. Tôi chỉ nói rõ với quý vị rằng đây thật sự là âm thanh nội tại mà Đức Phật muốn nói. Cũng bởi vì vào thời của Đức Phật, lối sống cho Tăng Ni là họ không nên nghe nhạc. Họ không nên đi xem kịch. Có thể thỉnh thoảng vào những dịp đặc biệt khi Đức Phật hiện diện ở đó hoặc mới khai tiệc, có chút âm nhạc cho Ngài. Nhưng họ không đặc biệt đi ra ngoài mua nhạc hoặc đi xem nhạc như chúng ta hoặc đi ra ngoài xem như nhạc trẻ và mấy thứ đó. Nên đây rõ ràng là âm nhạc nội tại. Đủ bằng chứng chưa? Bây giờ tin tôi chưa? Dạ tin. Có thể hoặc không có thanh văn, hoặc đọc giác Phật. Vì thế các giới khác nhau, quả báo trong địa ngục cũng khác nhau. Phu nhân Ma Gia lại bạch với Bồ Tát ấy. Xin Ngài nói cho chúng tôi nghe về những tội lỗi mà người ta phạm ở Diêm Phù Đề đưa đến quả báo trong ác đạo. Ngài Địa Tạng trả lời, bà chỉ nói cụ thể là thế giới này. Bởi vì có rất nhiều thế giới khác nhau và bà cũng đến từ địa cầu.